liên quan đến công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, năm ngoái, tổng kinh phí bảo hiểm y tế thanh toán cho Đồng Nai là gần 4.000 tỷ đồng. Năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự toán phân bổ cho Đồng Nai hơn 2,8 ngàn tỷ đồng. Sở Y tế sẽ phân bổ đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm năng lực thực tế của từng đơn vị. Nhằm ngăn ngừa tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời gian qua, Sở Y tế đã có nhiều văn bản gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tuân thủ đúng các quy định về khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, tránh bị xuất toán do thực hiện sai quy định hoặc vi phạm các quy định của pháp luật. Để tăng cường hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý, Sở Y tế sẽ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp lại các quy trình cho phù hợp. Các cơ sở khám chữa bệnh cần tuân thủ để tránh lặp lại tình trạng hôm nay xin mở thêm một số danh mục khám chữa bệnh, hôm khác xin rút lại do thiếu nhân lực.